Xin giới thiệu với các bác, đầu CD Riga Apollo R, hàng về từ Mỹ, nguyên hộp xốp, thương hiệu hàng nói Anh Quốc quá nổi tiếng, có luôn remote zin, đầu đĩa CD Apollo R, sử dụng chipset và phần mềm, tùy chỉnh của riêng Riga, mang lại mức hiệu suất thực sự độc đáo, bộ khuếch đại đầu ra của Apollo R, sử dụng bộ chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số, Wobson WM8742, cùng một mạch tích hợp, trong các đắc Riga từng đoạt nhiều giải thưởng, thiết kế lạ mắt rất đẹp, cho dù dàn máy bạn chỉ bình dân. Nhưng sẽ lột xác hoàn toàn khi thêm em nó vào. Âm hình rộng hơn, các dải nét hơn rất rõ, không rối, và rất tĩnh. Apollo Hour. Để chép nè. À, nhìn quá tiếng luôn. Wraps up well your twisted infrastructure.